Trận chiến giữa cả hai đối thủ truyền kỳ là Bubba cùng Gates không thể nào tránh khỏi. Cả hai đều muốn giành giật nhau chiếc Vision Driver để thực hiện điều ước. Trận chiến cân tài cân sức giữa cả hai đã diễn ra và Gates lại một lần nữa chiến thắng. Bubba với lòng tự tôn cuối cùng của mình cũng đã chấp nhận thất bại này và anh ta đã ra tay đánh lén khi Gates va chạm với Ningram trong hình dạng Kamen Rider Gazer. Trong lúc cả hai chuẩn bị lao vào để kích liễu nhau, Bopha đã sử dụng đòn tấn công tất sát của zombie tạo nên hai bàn tay nắm chặt lấy cả hai rider và lôi họ ra khỏi vòng chơi. Sự biến mất của hai người mạnh nhất này đã dẫn tới Bopha là kẻ chiến thắng và tận dụng luôn cả điều ước của nữ thần sáng thế, biến anh ta trở thành rider mạnh nhất đúng nghĩa, Bopha Zamasin. Tạo hình của Bopha Zamasin cũng dựa trên chiếc bất cầu tương ứng của nó là Fever. Tạo hình cho Bopha vẫn là chiếc vạt áo màu vàng kim với tông màu cũng như ngôi sao của Fever, kèm với đó là một chiếc áo tròn tím với phần đen ở bên trong, tạo nên cảm giác uy quyền và giống với Ma Vương. Và nói tới Ma Vương, anh đã có những viền vàng được nối dài tới cặp sừng của mình. Cặp sừng của Bopha dài hơn, sắc nhọn hơn và thể hiện rõ anh chính là Ma Vương mạnh nhất lúc này. Vũ khí của anh vẫn là hai vũ khí cũ, là cặp móng vuốt của hình dạng Zombie Buckle và chiếc Poison Breaker. Cả hai vật phẩm này được nâng cấp đáng kể. Trong trạng thái hủy diệt này, với điều ước của mình, Bopha muốn chiến thắng tất cả Rider và cũng chẳng có Rider nào có thể làm tổn thương anh bằng điều ước bất diệt. Cơ thể của Bopha được bao phủ bởi một nguồn năng lượng tím. Bất kỳ đòn tấn công nào khi va chạm vào anh đều sẽ bị triệt tiêu, cho dù đó là đòn cận chiến hay là đòn tầm xa. Chỉ có những kẻ thoát khỏi vòng lao lý của điều ước này, bắt buộc kẻ thù của anh không phải là Rider thì mới có thể tổn thương tới sức mạnh của Zamasin Bopha. Móng vuốt của zombie của Bopha được nâng cấp đáng kể khi nó được sử dụng nhiều hơn với những cú trảo cực kỳ chất lượng, tạo những vết rách không gian nhỏ dán vào người kẻ thù, thậm chí còn được tuôn trào nguồn độc màu cam bùng phát từ những ngón tay, gia tăng sát thương. Phần Poison Breaker cũng tương tự như vậy, những nhát chém của anh được tăng cường uy lực đáng kể, thậm chí sẽ tạo những đòn tấn công tầm xa. Những nhát chém này có tạo hình bán nguyệt là những mặt trăng tím chém toạc kẻ thù trên đường đi, gia tăng phạm vi tấn công của Bopha lên một tầm cao mới. Đòn tất sát của Bopha sẽ cường hóa cả hai vũ khí Hyper Zombie Victory. Bopha tập trung nguồn năng lượng độc vào chiếc Poison Wrecker. Lượng độc tố cam tuôn trào như núi lửa đang phun trào bao phủ khắp chiếc lưỡi cưa. Anh dán mạnh vào kẻ thù và hất chúng lên không, sau đó nạp năng lượng độc tố vào những ngón tay của bàn tay zombie, sẽ toạc kẻ thù khi chúng vừa rơi xuống.